phẫu thuật lấy đinh thành công, sức khỏe cải thiện. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí sáng ngày 22 tháng 1, người nhà cho bé A khẳng định bé A vẫn phải điều trị hồi sức tích cực, chưa thể phẫu thuật được. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng xác nhận, thông tin bé gái được phẫu thuật thành công là không chính xác. Hiện tình trạng cháu bé vẫn đang rất nặng. Các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi đang tích cực điều trị hồi sức cấp cứu lại cho cháu bé. Trước đó, người nhà bé A chia sẻ phía bệnh viện có thông tin nếu tình trạng bé A diễn biến tốt hơn sẽ hội chẩn để mổ lấy dị vật ra cho bé. Phân tích về việc cháu bé bị đóng 9 cái đinh vào đầu nhưng nhìn bên ngoài khó thấy. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho hay, nghe đóng đinh vào đầu tưởng như không thể bởi sẽ gây ra đau đớn, đầu được hộp sọ cứng bảo vệ. Tuy nhiên, ở trẻ em thì khác, người ta hay nói đầu trẻ mềm do cấu tạo hộp sọ của bé đang phát triển nên có những đường thóp, đường khớp trên hộp sọ. Với trẻ khoảng 3 tuổi thì đa số đã liền đường thóp nhưng vẫn có những đường khớp rạch giữa, rạch ngang xung quanh, hay nói nôm na là khe hở được da đầu tóc bao bọc, nhìn không thấy nhưng sờ có thể cảm nhận được. Hộp sọ của trẻ không kín hoàn toàn mà có thể có những khe hở, nếu sờ đúng những khe hở đó, đinh sẽ vào sâu hơn. Hơn nữa, khi chọc đúng những chỗ hở này, trẻ cũng sẽ ít đau. Với trường hợp bé gái 3 tuổi, Phó giáo sư Dũng cho rằng khả năng còn đường thóp là ít nhưng vẫn hoàn toàn có thể. Ngoài ra còn những đường rạch khớp hoàn toàn, đinh có thể xuyên qua. Trong thực tế, khi chúng tôi chữa bệnh, bác sĩ phải sờ kiểm tra khe hở hộp sọ để chọc kim qua những đường thóp, hút dịch trong não ra ngoài, Phó giáo sư Dũng chia sẻ. Ngoài ra, trên não bộ mỗi người còn có vùng câm, là những vùng não mà không có biểu hiện ra bên ngoài. Chọc vào thậm chí không chảy máu, dị vật xuyên qua, nếu không dùng lực mạnh thì khó để lại dấu vết. Theo Phó giáo sư Dũng, việc quan trọng lúc này là các bác sĩ sẽ tập trung cứu chữa em bé. Nếu bé được cứu sống, những di chứng về não bộ chắc chắn sẽ có nhưng còn phải đánh giá. Các nguy cơ có thể xảy ra như động kinh, trẻ đi lại loạn trọn, phát triển chậm còn được theo dõi khi bé may mắn qua được cơn nguy kịch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.